Xin chào bà con nhé. Vâng, em đang quay cho bà con xem các loại máy trộn cám bên em đang sẵn hàng nhé. Đầu tiên là loại 5 bao này, đựng được 125 kg nhé. Đấy. Loại 5 bao này là phải có răng giữa nhé, để chống rung lắc nhé. 4 bao này, 3 bao này, 2 bao này. Chất liệu inox toàn phần nhé. Inox 430 toa dày 1,2 ly và inox 201 chân. Hàng bảo hành 35. Với inox thì không có gì để hỏng, chỉ có động cơ thôi nhé. Đấy, bên em đang sẵn hàng số lượng lớn này. Máy trộn cám nhé, rất nhiều luôn. Phục vụ quý anh chị nhé. Bên em là tổng kho thiết bị Hồng Phúc, chuyên cung cấp thiết bị chăn nuôi, thiết bị trang trại, quạt hút công nghiệp nhé. Đấy, bạt trần chống nóng này. Đấy, mọi chi tiết gọi cho em qua số 0973 143 996 nhé.